Trà Cang, xã xa xôi khó khăn nhất huyện Nam Trà My, với hơn 90% là đồng bào Xê Đăng sinh sống. Nghề rèn công cụ lao động, đan lát, vật dụng sinh hoạt gia đình, rồi giã gạo nấu cơm lam truyền thống. Những nét sinh hoạt văn hóa nương rẫy rất đời thường đó của người Xê Đăng giờ đã trở thành một điểm nhấn trong hành trình khám phá vùng núi Ngọc Linh. Hôm nay em rất là vui khi được tổ chức thi giảng gạo, bởi em cái này là truyền thống của mình từ xưa rồi. Sẽ xây dựng những cái làng đặc trưng để tạo thành những cái làng sinh hoạt du lịch cộng đồng. Trong đó thì là hướng đến là bảo tồn các cái nghề truyền thống, trong đó có nghề rèn, nghề đan, nghề dệt thổ cẩm. Rồi cái thứ hai nữa là biến cái trồng chiên từ cái nghi lễ nó trở thành cái hoạt động cộng đồng để cho người dân có thể hưởng lợi được, và qua đấy thì thu hút khách du lịch về với xã Trà Cang. Niềm vui của hàng ngàn bà con Xê Đăng vùng cao Quảng Nam càng được nhân lên gấp bội. Bởi trong hành trình của chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2022, thì hàng loạt các hoạt động bảo tồn, khôi phục các nét đẹp văn hóa đang được triển khai đồng bộ. Trong đó, việc đánh thức thanh âm của tiếng cồng, tiếng chiêng, điệu hát tinh tinh của người Xê Đăng được coi là thành công nhất. Vì giờ đây, người dân ở làng xa, bản gần đã biết đặt mình vào vị trí chủ thể của công tác bảo tồn. Hiện nay bọn tôi đã có đề án tập trung cho việc bảo tồn, tập trung nhất là vật thể và phi vật thể, thì làm từng bước, đặc biệt phải làm từ cơ sở lên, giáo dục về truyền thống cho cái thế hệ trẻ, đặc biệt là các trường tiểu học, trung học, cơ sở trong toàn huyện. Thứ hai nữa là giáo dục toàn dân. Bảo tồn văn hóa từ cộng đồng làng, từ chính những chủ thể là bà con dân tộc thiểu số, giờ đã trở thành một cách làm hiệu quả ở vùng cao Quảng Nam. Điều này không chỉ giúp bà con dân tộc thiểu số nâng cao ý thức giữ gìn, trao truyền vốn quý tốt đẹp từ đời này sang đời khác, mà còn giúp địa phương khơi dậy được tiềm năng, thế mạnh để phát huy du lịch cộng đồng. Bởi chỉ có đánh thức các giá trị văn hóa ngàn đời, phục vụ du lịch sẽ giúp bà con trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và giữ gìn tốt hơn các nét đẹp văn hóa ngàn đời nay của cha ông họ.